Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Lý Hải tự tin với vóc dáng săn chắc và chưa từng thẩm mỹ. Đạo diễn phim Lật Mặt cho rằng với chiều cao khiêm tốn, vóc dáng nhỏ, anh không ép bản thân tập luyện quá mức. Lý Hải cảm thấy tự tin với vóc dáng săn chắc ở tuổi ngoài 50. Thời gian qua, trên trang cá nhân, Lý Hải thường xuyên đăng hình ảnh trong phòng tập. Có thể thấy ở tuổi ngoài 50, đạo diễn phim Lật Mặt vẫn giữ được phong độ, thân hình săn chắc, cơ bụng 6 múi. Anh chia sẻ, tôi đã tập luyện chăm chỉ suốt 24 năm qua, tập gym là một cách giúp tôi giữ được sức khỏe, tinh thần tốt. Phong độ ở tuổi 50 nhờ tập luyện. Lý Hải kể, hơn 20 năm qua, anh luôn dành một không gian rộng rãi trong nhà làm phòng tập. Phòng tập này trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị chuyên nghiệp. Năm 1995, tôi bắt đầu đến phòng tập theo các bạn vũ công. Tập ở đó một năm, nắm vững các kỹ thuật cơ bản. Tôi bắt đầu tập ở nhà. Từ năm 1996 đến nay tôi chỉ tập ở nhà. Nhiều người thích đến phòng tập, đông người mới có tinh thần. Tôi lại tận hưởng cảm giác thư giãn khi tập một mình. Anh chia sẻ, theo giọng ca Chọn Đời Bên Em, để có thân hình săn chắc như hiện tại, anh đã tập chăm chỉ. Mỗi ngày, anh tập 45 phút đến 1 tiếng. Ở tuổi ngoài 50, nếu không tập, mình sẽ dễ bị béo bụng. Tập luyện với tôi đã trở thành thói quen, sở thích. Tôi thấy được thư giãn và thú vị khi tập luyện. Nhiều ý tưởng về kịch bản phim được hình thành trong phòng tập. Nếu bỏ tập một ngày, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi ngay, nam đạo diễn cho hay. Lý Hải tiết lộ, với chiều cao chưa tới 1m7, thân hình nhỏ vì vậy anh không muốn tập cho cơ bắp cuồn cuộn. Vóc dáng tôi nhỏ mà tập cho đôi con kịch cỡm thì không phù hợp. Tôi chỉ muốn tập cho cơ thể săn chắc, không phát phì. Tôi cũng không phải ăn uống theo chế độ gì, ngược lại vợ nấu gì tôi ăn đó, rất đơn giản. Thời gian đi quay phim, tôi ăn bờ ngửi bụi cũng thấy bình thường, anh cho biết. Tôi chưa từng đụng tới dao kéo. Bên cạnh những lời khen ngợi về sự trẻ trung, phong độ của Lý Hải ở tuổi ngoài 50, một số khán giả nghi ngờ anh nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ. Họ cho rằng da mặt anh căng bóng hơn nhiều so với trước đây. Trả lời về thắc mắc này, nam đạo diễn nói, tôi chưa bao giờ đụng tới dao kéo. Tôi là người ít chú ý đến làn da, về ngoài. Suốt ngày, tôi ra nắng trồng cây trồng rau, tỉa canh. Đi quay phim, nắng nóng cũng không che chắn kỹ lưỡng như mọi người. Làn da hiện nay của tôi được cải thiện nhờ bà xã dắt đi làm đẹp, dùng laser đó. Sống trong showbiz nhưng Lý Hải tự nhận mình thích sự đơn giản, bình dị. Trang phục yêu thích hàng ngày của anh là quần sọc, đi dép tổ ong. Anh tiết lộ bản thân dùng đồ tập 10 năm vẫn chưa thay. Có lẽ thấy tôi dùng đồ cũ, bà xã sốt ruột, phải mua đồ mới cho. Tôi không cầu kỳ ăn mặc đâu. Chỉ khi đi sự kiện, xuất hiện trước khán giả, tôi mới cần tươm tất, trải chuốt. Lý Hải tâm sự, trải lòng về cuộc sống sau dịch bệnh. Lý Hải kể anh chủ yếu ở nhà, chăm sóc 4 con và gia đình. Anh cho rằng các con càng lớn, bản thân càng cần gần gũi và dạy bảo nhiều hơn. Nam đạo diễn cho biết, trong gia đình có người giúp việc nhưng tôi không giao phó việc dạy con cho họ. Việc dạy con phải do cha mẹ. Chỉ cần đưa đón con đi học, dạy chúng học mỗi ngày, tôi thấy đã hết thời gian rồi. Ngoài thời gian dành cho con, Lý Hải cho hay anh vẫn viết kịch bản, nhằm chuẩn bị cho dự án phim trong năm 2021. Anh tự tin cho rằng bản thân có nhiều ý tưởng nên chuyện viết lách khá thoải mái. Anh tiết lộ ý tưởng kịch bản đến với khi tôi đang làm vườn, tập thể dục. Mỗi lần xuất hiện ý tưởng, tôi đều ghi chú lại. Sau đó, khi bắt tay vào viết kịch bản, tôi chỉ cần xem lại các ghi chú đó. Ý tưởng nào độc đáo, hợp thời đại sẽ được ưu tiên làm trước. Song song đó, Lý Hải cũng đang lên kế hoạch thực hiện một phim trường tại Đà Lạt trong thời gian tới. Ở tuổi ngoài 50, anh cho rằng bản thân vẫn tràn đầy năng lượng và tâm huyết với nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.